Các chị thấy em để cái tóc này có được không? Thấy có xinh không? Thấy có đẹp đẽ tình nồng không? Em ngồi trong toilet đây. Mấy chị hay vào comment hỏi là sao ngồi trong toilet vậy? Nhiều chị vô duyên gần chết luôn. Thế bây giờ giờ đánh răng rửa mặt không ngồi trong toilet thì ngồi đâu? Trần Bảo Anh qua Mỹ đẹp hơn, cũng không đẹp lắm, bình thường. Đó, tóc đó, các chị thấy không? Vậy các chị nghĩ mà xem. Mấy chị vào thích cà khịa lắm. Con Kiến hôm qua đi rửa mặt, nó vào rửa mặt đánh răng, có má cũng phải vào comment: sao con không có chỗ khác like à mà con lại đứng trong toilet? Xong là mình mới vô, mình trả lời: thế chả lẽ cháu nó ngồi lên bàn thờ nhà cô, cháu nó đánh răng hay sao mà cô phải ý kiến? Nên là mấy chị ấy, em nói thật mấy chị này, ở bên Mỹ nó không như ở Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình mà ở nhà chung cư ấy, cái hệ thống mà cống rãnh của mình ở chung cư ấy, nó hôi lắm. Còn bên Mỹ này, từ phòng ngủ đến phòng toilet, phòng tắm, phòng room để quần áo này kia, nó không có miếng mùi nào luôn. Tại vì cái hệ thống ở cống của người ta làm ok hơn mình. Ở bên này này, các chị có ngồi trong toilet từ, các chị có trải cái chiếu chị nằm ngủ đây đến ngày mai, ngày kia, ngày kia, quanh năm suốt tháng không có mùi. Còn cái em ở chung cư ở Việt Nam em biết, nhà cống rãnh của mình ở Việt Nam em cũng biết luôn. Mình ở trong nhà mình ý, cống ở bên ngoài ý, nó bốc vào nhà mình còn hôi gần chết. Dạo này gầy đẹp quá, trời ơi Đạt ơi, phải đẹp thôi em. Chồng chị mới ủi tóc cho chị. Có xinh không? Tóc dài rồi mọi người. Chồng em kêu là chịu khó ủi tóc ra cho nó trẻ. Trẻ thì làm gì chơi? Dạo này lão đi tập gym đó em à. Ừ. Đó các bà. Các bà mà cứ chịu khó như tôi này. À, chịu khó như chồng tôi ủi tóc này. Đấy, gội đầu xong ủi tóc thì các bà sẽ thấy đời nó rất là đẹp đẽ, là chóng vánh tình yêu. Tình yêu, tình lòng. Bên này bây giờ 9 rưỡi tối em. Hôm nay cuối tuần. Đó. Cuối tuần rồi. Đúng rồi, em gầy là auto em mặc gì cũng đẹp luôn. Em cứ gầy là auto em đẹp. Em mập thì auto em xấu. Đó. Vết thâm này. Mọi người hỏi em có vẽ mí không? Không phải đâu, em đi phun mí mở trong cách đây 6 năm rồi. Là một cái đường mở mí này, mọi người thấy không? Mọi người đi phun mí mở trong ấy thì chậm, ví dụ em là bị đuôi mắt sệ nên em phun mí mở trong một miếng mảnh mảnh ở bên trong này cho nó trẻ. Đó, tóc trời ơi ta nói. Nay kéo tóc đẹp gái, chồng mới kéo cho, ta định không kéo mày ạ. Ta đi sang sang kho tao xếp Hà Thủ Ô lên kệ, hôm nay Hà Thủ Ô sang. Khách bên đi cũng mua Hà Thủ Ô quá trời luôn, người ta mua 3 hộp, 4 hộp lửa hoài mày ơi. Thế là tao về, tao mệt, tao định lăn ra tao ngủ. Mai tao buộc tóc tao đi, chồng tao bảo là đi lên tắm rửa đi. Đi chùa cho nó thanh tịnh. Tôi xuống đây tôi ủi tóc cho. Nên mới có bộ tóc đẹp như thế này đấy, cái truyền thuyết vậy đó. Cái truyền thuyết về cái mái tóc đẹp là phải có chồng ha. Ở bên này ủi tóc với làm tóc mắc lắm. Mấy chục đô là thôi bán hũ mắm. Bán hũ mắm lời 3 đồng với 5 đồng. Hà Thủ Ô nhà chị giá ở Việt Nam là 760 nghìn. Ở Mỹ là 55 đồng. Tại vì cái phí ship đi Mỹ nó rất là mắc. Nó mắc không phải là phí cân nặng, mà nó mắc là vì nó là thực phẩm chức năng. Chị tập gym 4 năm kết hợp uống viên đốt mỡ trà giảm cân được 2 tuần nay, giảm được gần 2kg nhé. Ôi giời, cái gì? Bà uống viên đốt mỡ, uống trà giảm cân, giảm được 2kg trong 2 tuần. Tôi sang đây 4 tháng tôi mới giảm được 10kg. Trời thần. Vân ơi, mày thấy người ta chưa?
Người ta tập gym uống trà giảm cân viên đốt mỡ, người ta xuống 2 kg trong 2 tuần kìa. Mày lo mày tập đi. Chứ không phải thấy Vĩnh Thụy Kali nhà mày đẹp trai như vậy yêu thương mày rồi mày mày quên mất rằng việc mày phải làm đẹp thì phải tập gym đó mà. Còn tôi 10 kg trong vòng 4 tháng tôi giảm ăn, vừa đấy tôi định ăn 3 tô cơm trà bông. Nhưng tôi nghĩ rồi, các bà này mua hàng thủ ô nhìn tóc này đấy không, tóc rất là bóng và khỏe. Các chị nhìn sợi tóc này nó phải bóng, sợi tóc nó phải bóng đó. Em dùng dầu gội biotin và dầu gội TG của Mỹ. Biotin thì mềm mượt và mọc tóc, hỗ trợ cùng với hà thủ ô đó. Có khi nào tôi nghiên cứu ra một dòng dầu gội đầu tôi chuyển từ Việt Nam sang tôi bán không nhỉ? Chứ sản xuất mấy cái dầu gội cùng với dòng hà thủ ô nhà tôi này, cái bên sản xuất hà thủ ô muốn làm dầu gội hà thủ ô này, không biết có nên làm cho các bà không đây. Tóc này, trời ơi các chị ơi, này có ai quay clip này, úi giời ơi tóc quá trời đẹp. Em chào chị Kê Trần. Việt Nam mình mấy giờ rồi mấy chị? Tự dưng mấy tóc đẹp chỉ có người nói chuyện thôi mấy bà. Chiều nay live stream mới chửi mấy con đĩ điên ở trên mạng thôi các bạn. Chửi mấy con đĩ tóp tóp. Các chị chửi nhau mấy con đĩ tóp tóp vui lắm. Mấy chị mà fan em mà chơi bên tóp tóp các chị đừng có buồn lòng nhé. Em hay chửi mấy con đĩ tóp tóp mấy con đĩ ngu lồn. Chào Hoàng Tony. Dầu gội bổ kết hà thủ ô thì cái đấy đơn giản lắm. Thực tế là cái công ty mà sản xuất hà thủ ô của em rất giỏi. Này, tôi kể cho mấy bà nghe. Này, biết sao ra, biết sao mà da chết này, đó, da chết này, tẩy da chết này. Đó. Chị nhận được muối rồi, Hoàng Tony giờ mới vào à? Vừa mới ăn xong đấy. Mai mang muối theo xuống Atlanta mua cóc mua ổi ăn, trời ta nói. Mang theo con dao. Bột đánh răng là chỉ có đẹp thôi. Mùi ngon ok bằng Tony. Đi Atlanta thì ăn gì á? Ở Atlanta có gì để ăn? Ồ, cái ngăn hương nghĩ có nó ai của cồng. Đó. Mặc ơi, đưa cái mày gửi qua đi. Em muốn ăn món ốc. Ở dưới đây có ốc không? Atlanta có ốc không? Mua bánh mì 135 không thích ăn bánh mì. Không thích ăn bánh mì.
Đó. À, sữa rửa mặt đậu đen với cám gạo đã có tại Mỹ nha. Sữa rửa mặt đậu đen với cám gạo đã có tại Mỹ nha mấy chị. Sữa rửa mặt đậu đen này này, làm sạch mụn và giảm mụn và sạch thâm, trắng da mờ thâm. Không ngon như kali à? Em không đánh mì. Máy rửa mặt bên này có rồi nha. Máy rửa mặt bên này có rồi nha mấy chị. 40 đồng hay là 42 đồng gì đó. Đó. Mọi người mua sữa rửa mặt này hình như 19 đồng nha. Đó. Sữa mặt đậu đen này. Chị nào mua sữa mặt đậu đen này, đó. Đó. Rửa mặt đá, à kem tan mỡ bụng 100 đồng, à 95 đồng nha. Hôm nay có mấy chị hỏi kem tan mỡ bụng, 95 đồng một chai. Kem tan mỡ bụng của Việt Nam là 1.350.000. Đó. Nhưng mà hôm qua mới, mọi người biết không, sau khi mà nặn mụn á, sau khi nặn từng cái lỗ mụn ở cái mụn cám ở dưới da này này, nó lùng, là hôm qua bôi mặt đá cấp ẩm, hôm nay là nó bong những phần da chết lên. Nó bong những phần da chết lên là phải tẩy da chết để mà tí nữa bôi kem. Trời ơi, những chị nào mà muốn cái phần vùng da mũi này nó nhẵn ấy, nó nhẵn nó mịn là các chị phải tẩy da chết với nặn cái mụn đầu đen. Mụn đầu đen nằm dưới da ấy, nó không thể tự dưng nó trôi đi được đâu. Cái bọn mụn đầu đen ấy là nó nằm dưới da là nó bắt buộc, là nó cứ phải ở chỗ đó, nếu như chúng ta không nặn là nó không đi nhé. Mình mà không nặn mụn đầu đen là nó không đi đâu. Nên là mụn ẩn dưỡng này, các chị đi ra cái tiệm này, có mấy ở Việt Nam có mấy nghìn một cây này thôi này. Các bà dùng cái lỗ tròn này, các bà nặn ủn nó lên, đó. Hôm trước em sang Mỹ em mua cái nặng đấy ở mấy cái tiệm bán supply của Neo á. Đó. Tẩy da chết chị nào ở Việt Nam mua đang có giá 450.000 nha. Các chị ở Việt Nam mua cái này có giá 450.000, ok chưa? Đó. Các bà có xem vụ đánh ghen ở trên Lào Cai không các bà? Có xem vụ đánh ghen trên Lào Cai không? Cái gì đó? Xem vụ đánh ghen trên Lào Cai cười muốn đái các quần với bà. Cái gì mà sao nguyên con lại nằm thè lè ra chỗ đấy vậy? Tô tổ ba bộ như kiếm. Bộ áo dài thì mẹ sẽ lấy rồi. Bộ áo dài thì mẹ sẽ lấy.
Ừ. Áo dài vàng chấm bia là áo dài kệ vàng vàng cái lá. Đó. Tẩy da chết xong á. Tẩy da chết xong phải bôi mặt nạ cấp ẩm. Cứ để đấy tí con tự sắp cho mẹ ơi. Tí con tự sắp. Đây ạ. Hả? Đây nè, cái bụng sọc bây giờ có. Tẩy đã chết xong mà. Dùng mặt nạ cấp ẩm. Đó, bôi mặt nạ cấp ẩm nữa. Cái này này, ở Việt Nam có nha. Ở Việt Nam đang có 30 hộp. Ở Việt Nam đang có 30 hộp mặt nạ cấp ẩm này nha. Hình như 430.000. Kiến ơi, con nói bà nội tí nữa mẹ sẽ sắp. Con mang đồ sang phòng, mẹ sẽ sắp đồ con thì mẹ ok. Mẹ cứ để đấy tự con sắp cho nó được rồi. Sắp cái gì mặc cái đấy, không không có chọn với cả lựa. Kiến ơi, lấy ra lấy vô, không ai gấp lại cho được Kiến nhá. Để yên đấy, mai này sắp khắc sẽ có đồ mặc. Thích bày không? Sắp cái gì mặc cái đấy, đừng có lằng nhằng như Kiến. Bác Tán là không chừa sắp vào chưa?
Đó, xong rồi ạ. Tôi sắp đầu cho nó đây các bà. Thôi các bà, bye bye các bà nha. Bôi mặt nạ cấp ẩm xong này. Xong một tí nữa, tầm nửa tiếng nữa em mới bôi kem dưỡng. Nửa tiếng nữa em mới bôi kem serum tóc. Tại bôi mặt nạ cấp ẩm xong tầm nửa tiếng thì mới bôi kem trắng da. Đó, nửa tiếng mới bôi kem trắng da nha mấy mẹ. Bye bye cả nhà.